Rồi tiếp tục ha. Mình tiếp tục sang cái một cái ứng dụng nữa. À, cái ứng dụng này thì có lẽ là ít phổ biến hơn với tụi em, nhưng mà nó quan trọng là không kém hai anh kia. À, cái hệ thống DNS. À, hệ thống DNS bây giờ nó dùng giống như là một cái hạ tầng này, hay là một cái dịch vụ căn bản mà cho các ứng dụng trên 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 nền web nói chung, là trên mạng nói chung. À, nói chung những ứng dụng nào mà có dùng tới cái URL nội dạng domain name, chúng ta dùng tới domain name system. À, cái hạn khi chúng ta vào cái web browser gõ một cái URL vào enter một cái, à, thì cái DNS system nó tự động. À, chúng ta gửi một cái email đi, à, thì gõ địa chỉ email chẳng hạn như là btvu@smut.edu.vn chẳng hạn, thì cái DNS system nó tự động. À, cái đó là mặc dù nó ẩn đằng sau, à, nhưng mà gần như là khi dùng các ứng dụng trên mạng đều được hết. Thì cái mục tiêu của cái domain system là cái gì? Đó. Đó. Thì tụi em đều biết ha, cái địa chỉ IP ấy, là địa chỉ mà dùng trên mạng máy tính, nó là con số bằng 2 bit. Đó. Khi biểu diễn ở dạng mà decimal, tức là hệ thập phân của mình ấy, thì nó gồm 4 cụm, à, mỗi cụm là 3 chữ số thập phân, à, tương ứng với 8 bit ấy, từ 0 đến 255. Đó. Thì giả sử bây giờ nếu mà chúng ta truy cập web mà chúng ta không có domain name đó, à, chúng ta gõ trực tiếp cái địa chỉ IP vào trên trên browser nó vẫn được gì hết, à, nhưng mà chúng ta phải nhớ con số đấy, hay là gửi email cho ai đấy chẳng hạn như là gửi email tới một cái tài khoản nằm trên mail server của trường đại học Bách Khoa chẳng hạn, à, thì phải nhớ địa chỉ IP của trường đại học Bách Khoa. À, bây giờ chắc hỏi tụi em ở đây chắc bảo các bạn nhớ cái địa chỉ IP của mail server đại học Bách Khoa không, chắc không ai biết. Là địa chỉ IP của web server đại học Bách Khoa không chắc không ai biết, nhưng bảo là cái domain name của trường Bách Khoa không thì chắc là bạn này cũng nhớ hết. À. Anyway, cái mục đích của cái domain name system này á là nó thành lập một cái hệ thống gọi là hệ thống tên gợi nhớ. À, thì thay vì mình nhớ số, à, thì mình nhớ tên cho nó dễ hơn. À, mà khi dùng tên rồi á thì mình phải có cơ chế là dịch chuyển, à, giữa cái tên sang số, à, và ngược lại. À, thì đó là cái mục tiêu chính của hệ thống domain name. À, thì về mặt tổng thể thì cái domain name system là giống như là một cái cơ sở dữ liệu khổng lồ, là nó hệ thống phân bố dùng cho cả cái hạ tầng internet. À, và những đó cũng là cái tổng ứng dụng. À, thì ngoài cái việc mà chuyển đổi từ cái hostname sang địa chỉ IP, à, thì DNS nó còn có một số cái khác, à, chẳng hạn như là tìm cái domain name của cái mail server tương ứng với một cái domain name nào đấy, hoặc là tìm những cái domain name khác, những cái tên miền khác tương ứng với cái tên miền hiện có, tức là trong thực tế một cái server có thể có nhiều name khác, nhiều cái tên khác nhau, và mình có thể là dùng cái DNS system này để tìm, hoặc là một cái dùng mà không nằm trong thiết kế ban đầu của hệ thống DNS, mình đã dùng một cơ bản tải. Giả sử một cái web server mà nó có quá nhiều người sử dụng, nó quá tải, thì người ta có cái nhu cầu là thêm nhiều server để mà chia tải. À, nhưng khi thêm nhiều server có nghĩa là có nhiều địa chỉ IP, à, nhưng mà domain name chỉ là một. Do đó là khi mà một lần mà cứ tra cứu cái hệ thống DNS thì lần tra cứu nó trả về một cái địa chỉ IP khác, nó xoay vòng như vậy. Như vậy cái tải nó sẽ chia đều cho những cái server mà trong cái nhóm, dùng chung một cái domain như vậy. À, thì đó là cái năng cầm tải. Hệ thống DNS đó là cái cơ sở dữ liệu khổng lồ, à, đã qua khổng lồ rồi á mà lưu trên một cái server tập trung á là cái chuyện không thể thi, phải tải quá lớn để một cái server nào đó có thể xử lý được. Thứ hai á, thì khi lưu tập trung ở một chỗ như vậy á, nó có cái rủi ro, à, gọi là single point failure, tức là nếu mà cái server nó chết thì toàn bộ hệ thống dịch vụ nó chết và việc bảo trì nó cũng sẽ phức tạp. Thì đó là lý do mà hệ thống DNS được thiết kế giống như là một cái hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. Cái tổ dữ liệu trong hệ thống DNS nó được tổ chức theo cái hình cây, à, cây, à, thì trên cùng, à, cái gốc nó là cái gọi là cái root DNS server, tức là cái server gốc. À, server gốc là nó sẽ có những cái nhánh, và mỗi nhánh sẽ là một cái
top level domain server phụ trách một cái tên miền .com.org.edu vân vân, là một cái như vậy. Và dưới .com thì nó có cái tên miền của công ty Yahoo, Amazon vân vân, theo thứ bậc như vậy. Đã. Thì cái cây này giống như một cái cây tìm kiếm thôi. Giả sử chúng ta tìm kiếm địa chỉ IP của cái server của domain name là www.amazon.com. Thì cách tìm kiếm thì nó cũng đơn giản ha, giống như một cây tìm kiếm thì chúng ta bắt đầu từ cái gốc, rồi gốc mình tra là về nhánh .com thì mình chạy đến cái server .com, rồi tới Amazon thì chạy đến server Amazon, thì đi đến server Amazon là nó sẽ trả lời được cái câu trả lời này. Amazon là người ta nói là cái authority name server, mình sẽ giải thích tiếp. Thì cái root hiện nay nó có khoảng tầm 13 cái name server root trên thế giới, chủ yếu ở Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Thì cái root là anh mà anh có thể là cái gốc mà nó quan trọng nhất. Thì khi không biết cái gì là cứ hỏi root để bắt đầu. Và vì cái root thì không được truy cập nhiều, do đó là số lượng nó không được nhiều. Bên dưới cái root thì hệ thống là top level domain, để quản lý những cái đuôi .com.org.net vân vân, hoặc là những tên miền quốc gia như là VN, là UK hay là CA vân vân, tên miền quốc gia. Thì bên dưới cái top level domain là những cái DNS server của các công ty, các tổ chức, thì người ta gọi là authority DNS server. Thì tiếng Việt mình có thể tạm gọi là cái hệ thống DNS server của các đơn vị có thẩm quyền. Dịch năm nay như vậy cho dễ hiểu. Còn tiếng Anh cứ gọi tắt là cái authority DNS server. Vì sao nó gọi là cái đơn vị có thẩm quyền hay là authority? Thì chính các công ty, các tổ chức là nơi mà tạo ra cái subdomain, cái tên miền cho các cái server mình sử dụng. Và cũng là nơi mà trực tiếp gán cái địa chỉ IP cho những cái subdomain của mình, là gán cái server vào cái tên của mình. Thì nơi trực tiếp làm chuyện đó thì có cái thẩm quyền là cập nhật mới, có thẩm quyền là chỉnh sửa thay đổi, và có thẩm quyền là xóa luôn. Nó năm nay là cái nơi chịu trách nhiệm về cái cơ sở dữ liệu đấy. Người ta nói là có thẩm quyền của vậy. Như vậy. Thì ngoài cái root rồi cái top level domain thì nó còn có cái hệ thống local DNS server. Thì cái hệ thống local này nó không nằm theo cấu trúc cây như cái root là top level domain và authority, nhưng nó là cái nơi mà được sử dụng thường xuyên nhất. Nó thường nằm rải rác trong các tổ chức, trong các ISP, hoặc là mình có thể là ở nhà cũng có thể tự set up lên cái name server để sử dụng được. Nói chung là nó nằm rải rác trên mạng. Và đó là cái điểm mà đầu tiên là các máy tính sẽ hỏi khi mà sử dụng cái hệ thống DNS. Thì nó hoạt động như thế nào? Thì giả sử là mình có một cái máy tính và muốn tìm cái địa chỉ của cái domain name là ga.cs.umass.edu. Thì việc đầu tiên cái máy tính nó làm đó, thì nó truy cập một cái DNS server, cái local DNS server mà nó biết. Thì cái local này là cái mà thường người ta khai báo trong cái cấu hình của máy tính mình, tức là mình có cái primary DNS và cái secondary DNS. DNS là một trong cái cấu hình đó. Hoặc là cái server mặc định, khi chúng ta kết nối vào internet á, thì cái router nó sẽ chọn cái phone mặc định từ cái ISP nó đưa về. Năm nay là cái mà gần gũi nhất đối với sử dụng. Thì việc đầu tiên máy tính hỏi sẽ hỏi cái local DNS. Nếu mà local DNS biết câu trả lời, nó trả lời ngay. Vì sao là cái local DNS biết câu trả lời? Bởi vì cái local DNS nó cũng có cái cache, và cái cache nó lưu trữ những cái câu trả lời mà nó biết. Và cái câu trả lời của local DNS người ta gọi là không có thẩm quyền, tức là tiếng Anh là non authority. Tại vì anh này anh biết anh trả lời, nhưng mà anh không phải là cái nơi mà có thẩm quyền cập nhật hay chỉnh sửa dữ liệu. Do vậy là cái dữ liệu mà cái local DNS lưu thì nó có cái gọi là thêm thông tin một cái thời gian sống, một cái time to live. Thì hết cái thời gian sống thì cái thông tin đó không phải giá trị. Thì đấy là cái local DNS. Thì khi mà local DNS mà không có câu trả lời kịp thời thì nó phải đi hỏi. Thì nó hỏi là hàng đầu tiên là nó hỏi root server. Thì root server sẽ trả lời lại là cái top level domain server, DNS server sẽ quản lý cái đuôi EDU. Thì khi có thông tin của top level domain quản lý đuôi EDU rồi thì anh local DNS này sẽ liên hệ cái top level domain server mà quản lý cái đuôi EDU. Thì
anh sẽ được trả lời là cái authority name server mà quản lý cái domain là umass.edu. Rồi khi có cái DNS server của umass.edu thì cái local name server lại liên hệ tới cái DNS server của umass.edu, thì lúc này là local name server sẽ có cái câu trả lời, tại vì cái authority name server là anh chịu trách nhiệm quản lý cái cơ sở dữ liệu liên quan tới cái domain đấy, thì anh sẽ biết hết tất cả mọi thứ, thì chắc chắn sẽ có câu trả lời nếu nó tồn tại. Thì khi mà cái local name server nhận được cái câu trả lời thì anh sẽ lưu một bản copy trong cái cache của anh để mà phòng sau này các ai đã hỏi trả lời, và một bản copy anh sẽ trả lời lại cho cái máy tính ban đầu. Như vậy cách mà truy cập và trả lời như vậy người ta gọi là cái query lập và iterative query. Cách thứ hai mà cái local name server hỏi thì người ta gọi là cái query. Thì cứ local name server hỏi anh root hỏi anh top level domain, top level domain hỏi lại cái authority name server và câu trả lời sẽ đi ngược lại theo vòng lặp. Cách làm này thì nó đơn giản cho anh local name server, nhưng mà nó lại tăng cái tải cho cái hệ thống DNS. Rồi thì trên như mình trao đổi thì trong hệ thống DNS nó có lưu trữ bộ nhớ tạm, và cái cache này nó lưu trữ tạm thời những cái câu trả lời mà nó biết. Và khi mà hết thời gian sống thì cái câu trả lời mà nó biết sẽ mất giá trị, sẽ xóa đi. Thì thông thường thì cái time to live nó trong vòng khoảng 24 giờ. Do vậy nếu mà cái hệ thống DNS được cập nhật bởi cái authority name server sau khoảng 24 giờ, cái thông tin sẽ được phản ứng. Thì cái cơ sở dữ liệu nó sẽ gồm bốn cái trường thông tin: name, value, time và cái time to live. Time to live thì biết rồi, người ta biết rồi. Còn cái type nó sẽ quyết định là cái giá trị được lưu trong cái name và value. Giả sử nếu type là A thì name nó sẽ là một hostname và cái value trả về sẽ là một địa chỉ IP tương ứng với hostname đấy. Còn nếu type là NS thì cái name sẽ là cái domain name và cái value sẽ là cái domain name, là cái hostname của cái DNS server quản lý cái domain name đấy. Domain name là cái DNS server tương ứng với cái domain name đấy. Cái type là cái CNAME, tức là cái tên tên bên khác thì cái value sẽ là những cái tên mà tương ứng với cái tên đó, tức là những tên khác của cái server tương ứng với domain. Còn nếu có type là MS thì cái value sẽ là cái domain name của cái mail server tương ứng với domain name mà tôi vấn. Thì mặc định là cái type A nó là phổ biến nhất, là đưa cái domain name vào để trả về cái địa chỉ IP là cách mặc định. Trên slide là cái format của routine DNS. Thì cái format này dùng cho cả câu hỏi và câu trả lời. Thì nó có phần header, nó tương tự những routine khác, nó có phần header và nó có những cái phần nội dung. Cái này thôi tụi em có thể là yeah. Và cái nó chứa trong cái format này chứa cả câu hỏi và chứa cả câu trả lời. Rồi. Thì bây giờ tình huống thế này, giả sử là chúng ta có một công ty mới và chúng ta muốn thiết lập cái hệ thống tên miền cho công ty, thì việc diễn ra như thế nào? Trong ví dụ trên slide là công ty mới được thành lập tên là Network Utopia, và công ty mà quản lý cái top level domain là Network Solution. Thì khi mà mình muốn đăng ký cái tên miền cho cái công ty của mình á, thì trước hết mình sẽ thiết lập một cái DNS server. Và dĩ nhiên DNS server thì phải có cái domain name cho cái DNS server và cái tên miền cho nó, và đồng thời cái domain name mình muốn đăng ký với cái top level domain server, cụ thể đây là cái server của Lấy.com. Khi mình đăng ký như vậy á, thì trên cơ sở dữ liệu của cái top level domain server nó sẽ cập nhật hai dòng dữ liệu, thêm hai dòng dữ liệu. Dòng thứ nhất nó bảo là networkutopia.com có cái DNS server là dns1.networkutopia.com và kiểu dữ liệu là NS là name server. Và cái DNS server dns1
chấm anh ấy cũng chưa bia chấm cơm á, có địa chỉ IP là 212.212.212.1 mà cái kiểu dữ liệu của record này là address này thì hai dòng sẽ điền vào cơ sở dữ liệu của cái top level domain server. Còn trong cái DNS server của network utopia tức là cái DNS one này á, thì nó cũng phải có một cơ sở dữ liệu để mà quản lý các cái subdomain trong công ty của nó. Ví dụ như là giả sử là có một web server tên là www.networkutopia.com thì web server này phải có địa chỉ IP, thì như vậy sẽ có một cái dòng dữ liệu lưu trữ trong cái cơ sở dữ liệu của DNS One là cái networkutopia, rồi địa chỉ IP của cái web server và cái type là A. Còn nếu giả sử là có setup thêm một cái mail server có tên là mail.networkutopia.com vậy thì chẳng hạn thì phải điền thêm một dòng là cái dòng đó khai báo là cái domain name là networkutopia.com có cái mail server tên là gì đó là kiểu là MS rồi cái mail server là mail.networkutopia.com có địa chỉ IP là gì đấy kiểu là ai sẽ điền những dòng vào cơ sở dữ liệu vậy. Khi điền xong dữ liệu như vậy thì cái hệ thống là hoạt động. Thì cái hệ thống DNS hiện nay nó giống như là một cái hạ tầng cho các ứng dụng khác. Do vậy việc bảo vệ cái DNS này khá quan trọng. Thì người ta có thể tấn công vào DNS có nhiều cách. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta không bảo vệ mà cái DNS server bị tấn công DOS chẳng hạn, thì nó sẽ không có cái thời gian trả lời cái truy vấn đến cái sử dụng của nó. Mà khi mà không trả lời được truy vấn thì cái hệ thống nhận email hay là những cái hệ thống mà dịch vụ web mà phụ thuộc vào cái server này sẽ không hoạt động được. Hoặc là cái hệ thống mà gọi là nó redirect, tấn công redirect tức là nó vào cơ sở dữ liệu của cái DNS rồi nó sửa thông tin. Chẳng hạn thông thường là địa chỉ IP đó, địa chỉ IP trỏ đến cái server thật thì nó thay bằng địa chỉ IP của một server giả. Rồi khi mà người dùng truy cập vào cái domain đấy thì thay vì cái yêu cầu chuyển đến cái server thật thì nó chuyển đến cái server giả. Và khi mà chuyển đến server giả như vậy thì nó có thể ăn cắp thông tin về cái username, password v.v. hoặc là nó phá hoại cái là nó làm cho hệ thống cơ sở dữ liệu loạn lên, xóa hết chẳng hạn gì đấy. Thì nói chung là nó cần phải bảo vệ cái DNS một cách cẩn thận, cho nên không thì nó sẽ bị người ta tấn công và nó gây hại. Thì đấy là những cái thông tin tổng quan qua về cái hệ thống DNS. Không biết tụi em có cái thắc mắc nào, câu hỏi gì không? Rồi có câu hỏi có thắc mắc gì không? Yên lặng quá ạ. Hồi nãy giờ cứ ngồi theo dõi không? Hay là thấy cuối ngày mệt quá rồi cứ nghe đó cho nó qua. Rồi nếu không có câu hỏi thì mình tiếp tục phần kế ha, liên quan tới cái B2B application.
B2B application đó, thì nó là một nhóm các ứng dụng mà dựa trên cái kiến trúc B2B, thì nó cũng không phải là một ứng dụng cụ thể nào hết. Khi mình nói về web thì mình nói ứng dụng web, khi mình nói về cái email thì nói ứng dụng email, nó rất cụ thể và nó dựa trên một kiến trúc client server. Là cái DNS vậy nó cũng dựa trên kiến trúc client server. Còn khi mình nói B2B application đó, thì nó là một nhóm các ứng dụng mà dựa trên cái kiến trúc B2B. Thì kiến trúc B2B thì mình đã giới thiệu rồi đấy, nó là theo nguồn B2B, không có một cái server nào chạy online thường xuyên, các cái máy tính trong hệ thống là có vai trò như nhau, và một kia có thể online hay offline bất kỳ lúc nào, địa chỉ có thể thay đổi, nó là chuyển vào B2B. Hiện nay là trong kiến trúc B2B người ta dùng và phổ biến, chẳng hạn như trong cho chia sẻ file chẳng hạn, có cái ứng dụng phổ biến là BitTorrent. Trước đây nó có những ứng dụng khác nữa, nhưng hiện nay là BitTorrent có lẽ là phổ biến nhất. Trong cái streaming video chẳng hạn, thì có cái Capcam và VoIP chẳng hạn, thì đấy là những nhóm ứng dụng phổ biến dựa trên kiến trúc B2B. Thì đây có một cái ví dụ đơn giản để mà so sánh cái sự khác biệt khi chúng ta dùng ứng dụng B2B chia sẻ file thì so sánh với mô hình client server. Thì giả sử chúng ta có một cái file app chúng ta cần phải chia sẻ cho một nhóm người sử dụng, mình có n thành viên, có thể tạm gọi là n thành viên, đúng không? Và cái cấu hình mạng như thế này, là chúng ta có cái server kết nối với internet và các cái máy tính, cái user cũng kết nối với internet. Thì cái U là đại diện cho bên phòng upload và D là đại diện cho bên phòng download. Vậy mỗi user đều có cái bên phòng download và bên phòng upload. Thì trước hết là giả sử chúng ta dùng một client server. Giả sử chúng ta dùng client server thì đặc điểm của một client server là mỗi cái tương tác đều qua cái server hết. Hay nói năm nay là các user này muốn lấy cái file từ cái server về thì phải download trực tiếp từ cái server lấy về, chứ không được download trực tiếp từ cái bia về từ cái user khác. Như vậy chúng ta thấy là sẽ có tổng cộng là n bản copy của cái file app đi qua cái đường DNS này, và đối với các user thì mỗi cái đường download này sẽ có đúng một bản copy của file download xuống. Thì vấn đề là mình tính xem là cái thời gian sẽ mất bao lâu. Thì thời gian nó phụ thuộc vào cái gì? Nếu giả sử cái băng thông của cái server này rất nhỏ và mọi cái user này phải chờ cái server đã load về, nó nôm na là cái server này cho nó bottleneck. Như vậy cái thời gian đã load về nó sẽ phụ thuộc vào cái băng thông của OS này, nôm na là phụ thuộc vào cái thời gian mà upload n bản copy của file lên cái đường này, mà xin nói là ns chia cho OS. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, giả sử là trong n user này có một cái user là băng thông bất kể, băng thông bất kể, có nghĩa là nó kể đến nỗi mà tất cả mọi cái user khác phải chờ anh này hoàn thành để mình hoàn thành xong việc đấy, thì thời gian download của anh này là lâu nhất, băng thông dài nhất là cái daemon, đúng không? Nhưng mà thời gian của anh là f chia cho daemon của băng thông download. Như vậy trong cái hai trường hợp như vậy thì trường hợp nào thời gian lớn hơn thì thời gian đó sẽ là thời gian hoàn thành công việc này. Nên cái thời gian một client server nó sẽ bằng là max của nf chia cho us và f chia cho daemon. Thì nếu mà nhìn trong cái công thức này thì cái f chia daemon thì nó là những hàng số rồi, nhưng mà nf chia cho us nsos nó sẽ tăng khi mà n lớn. Thì với công thức này, khi mà n đủ lớn thì chắc chắn cái đường US này sẽ trở thành cái bottleneck và cái thời gian download của file này sẽ phụ thuộc vào băng thông đường US. Khi n nhỏ thì có thể là nó phụ thuộc vào cái băng thông tiếp file, nhưng mà khi n đủ lớn thì chắc chắn là US sẽ là bottleneck và thời gian sẽ phụ thuộc vào server. Thì đây cũng cho thấy là cái vấn đề của cái mô hình server. Bây giờ giả sử ta thấy cái mô hình client server và mô hình B2B thì như vậy lúc này là cái server cũng chỉ là một cái bia trên cái mạng B2B thôi, tức là mình có n bia và cộng với user là n cộng một bia,
Đó. Mà cái file còn phân bổ thì nằm ở trên server. Đó. Thì khi mà áp dụng mô hình peer-to-peer thì mình biết là cái file nằm trên server, để mình biết chắc chắn là tối thiểu một bản copy của một cái app này sẽ đi qua cái đường OS này để lên mạng. Còn tối đa là mình biết là tối đa sẽ là n bản copy của file file app đi qua đường này. Nhưng mà thực tế nó sẽ không bao giờ tới cái hạn tối đa cả, tại vì trong mạng peer-to-peer thì một peer có thể download một phần của cái file từ các cái peer khác trên mạng, nên nó không nhất thiết phải download tất cả từ cái server này. Đó là cái số lượng mà copy thì mình biết lớn hơn bằng một thôi, chứ mình không biết là tối đa là bao nhiêu. Mình biết cái nhỏ hơn là NF, à, tức là N là copy, à, nhưng mà mình thực tế bao nhiêu là cái số mình biết. À, nhưng mà như vậy, nếu giả sử như vậy, nhưng mà cái băng thông upload của anh chàng này, của server này quá tệ, thì cái thời gian nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái này. À, thì trong trường hợp này mình biết chắc chắn một bản, nhưng mà nếu anh quá tệ thì anh vẫn là anh chàng nhất, là bằng F chia cho OS. À, rồi trường hợp thứ hai thì cũng tương tự như lần trước, giả sử là một trong những cái bia này có một bia là băng thông rất rất tệ, rất kém, do đó là mọi bia này xong việc hết rồi nhưng ảnh vẫn phải chờ, mà bia vẫn phải chờ ảnh xong việc, phải chờ ảnh, do đó là nhỏ là F chia điểm đi. Nếu nó có một cái trường hợp mà chúng ta không có nó được, chúng ta không biết được là bao nhiêu bản copy sẽ đi qua đường OS này, mà chúng ta cũng không biết được là bao nhiêu bản copy của cái file được upload thông qua những cái đường băng thông upload của bia này. À, nhưng mà chúng ta biết được là tổng cộng toàn bộ cái file cần được upload, tức là mình có n bản copy phải được upload, và mình biết được là tổng băng thông upload, tức là nó sẽ là OS này cộng cho tổng băng thông upload của các cái bia. Như vậy là băng tổng băng thông upload sẽ bằng lại OS cộng Prisma UI, và tổng lượng dữ liệu chúng ta cần upload lên là nf. Thì đây là một cái đại lượng ba. Như vậy là cái thời gian mà phân bố cái file trong mô hình peer-to-peer là max của ba đại lượng này. À, thì nếu nhìn vào công thức này thì F chia cho OS là một hàng số, F chia cho daemon là một hàng số. Có thay đổi không? À, thay đổi không là thay đổi của cái đại lượng này. À, thì nếu nhìn kỹ đại lượng này á, và nếu chúng ta đưa n xuống dưới cái phần chia dưới cái mẫu này đó, thì US mà chia cho N là một hàng số, còn Prisma UI mà chia cho N thì nó là cái giá trị mà băng thông upload trung bình, mà băng thông upload trung bình thì nó cũng sẽ là một hàng số. Như vậy trong cái mạng mà peer-to-peer thì khi mà N đủ lớn thì cái thời gian phân bố được file nó là một hàng số và không tăng. Thì đây là cái so sánh giữa hai bên. Một bên client server là khi số lượng peer lớn thì cái thời gian phân bố nó tăng. Còn mà B2B khi mà cái số lượng bia đủ lớn thì thời gian nó không tăng nữa mà nó là như vậy. Đấy là cái lợi ích của cái mô hình client của B2B so với client server khi mà là ứng dụng chia sẻ file. Đây là một ứng dụng cụ thể, ứng dụng cụ thể mà mình dùng cái BitTorrent này, ứng dụng cụ thể là mình giải thích sơ qua cái BitTorrent hoạt động thế nào. Thì mạng BitTorrent nó có một cái bia, một torrent là một cái nhóm các bia mà chia sẻ cùng một cái file. Khi một cái bia mới tham gia vào, thì cái bia nó còn biết cái torrent, download cái torrent vậy. Cái torrent nó sẽ cho phép cái bia biết được là cái tracker ở đâu. Tracker là một cái bia đặc biệt mà nó giữ cái danh sách những cái torrent, những cái bia tham gia trong cái torrent này. Và trong cái mạng B2B để cho tiện á, cái file sẽ chia thành nhiều đoạn nhỏ, và mỗi đoạn có kích cỡ là 256 KB. Như vậy khi mà một bia download được một đoạn thì nó sẵn sàng chia sẻ cái đoạn đó cho những bia khác. Thì khi một bia chẳng hạn là cái Alice này mới tham gia vào cái mạng B2B tham gia cái torrent đấy, thì cái bia này sẽ không có gì hết, và nó sẽ cần liên hệ cái tracker để biết là những cái bia khác tham gia cái torrent này là bia nào, và nó sẽ liên hệ cái những bia khác để mà biết được thông tin là bia nào chia sẻ cái đoạn file nào. Đó. Thì sau một thời gian thì nó download từ từ sẽ nó tích lũy, và khi một bia mà nó download nguyên cái file thì nó sẽ tiếp tục chia sẻ những bia khác cái nội dung cái file nó có, hoặc là có thể nó đóng lại nó không chia sẻ nữa. Thì đó là cái quyền của bia.
thì khi mà trong quá trình mà download đó, thì một bên liên tục cái cập nhật cái trạng thái của nó với những bên khác, hay giả sử là Alice chẳng hạn, thì nhận cái danh sách và những cái đoạn file của bên khác đang có, mà là nó muốn download. Khi mà Alice nhận được cái phản hồi từ các bên khác, thì Alice biết được là đoạn file nào đang tồn tại trên những cái bên nào, và Alice tính tần số là cái đoạn file nào hiếm nhất và đoạn file nào sử dụng nhiều nhất. Thì trong quá trình mà download là Alex sẽ ưu tiên download những cái đoạn file nào hiếm nhất và download trước. Thì lý do nó cũng đơn giản, vì trong mạng B2B là một bên có thể online bất kỳ lúc nào và có thể offline bất kỳ lúc nào, thì cái anh hiếm nhất thì cái anh mà có thể là cái rủi ro mà bị offline cao nhất, thì đó là nó download ngay để mà có cái bạn đấy. Còn những anh mà có nhiều hơn thì để dành cho sau. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là cái anh này hiếm thì cái nhiệm vụ cho tổng thể trên mạng là muốn nhân bản bản lên thì bị giảm, và là hạn chế trường hợp thiếu dữ liệu mà trong cái trường hợp đó. Đó là cái nguyên lý là chọn cái file nhất là đại lộ. Rồi tại một thời điểm thì một bia sẽ mà trao đổi file với bốn bia khác, bốn bia khác mà bốn bia nào được sẽ được chọn trao đổi. Thì nó có quy tắc. Alice chỉ trao đổi file với bốn người khác, với điều kiện là bốn người kia cho Alice download với tốc độ cao nhất. Như vậy để mà biết được mà ai cho phép mình download với tốc độ cao nhất thì thỉnh thoảng Alice phải xếp hàng, tức là xem thử là tốc độ mình download từ ai nhanh nhất, thì Alice sẽ xếp hàng, và chọn ra bốn anh cao nhất mà chia sẻ file cho bốn anh đấy. Dĩ nhiên Alice cũng đúng xếp hạng người khác thì người khác cũng được quyền xếp hạng Alice. Do đó cái việc mà Alice chia sẻ với ai thì nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian chứ không phải là cố định. Cái danh sách mà top 4 này là sẽ được cập nhật là sau mỗi 10 giây. Rồi sau mỗi 30 giây thì Alice là chọn ngẫu nhiên một cái bia nào đấy trong trong cái nhóm foreign đấy, và Alice gửi file cho cái đối tượng như đấy. Thì giả sử thế này, giả sử là Alex đang trao đổi với bốn bia này và Alex chọn ngẫu nhiên bốn để trao đổi, Alex gửi gửi file cho bốn. Như vậy khi Alex gửi cho bốn thì bốn sẽ nhận được file từ năm bia, tức là bốn người cũ và một người mới. Alex sẽ xếp hàng, bốn sẽ xếp hàng lại top 4. Nếu mà Alex nằm trong top 4 của Bob thì Bob sẽ ngắt kết nối với một một trong bốn anh cũ, và Alice nằm trong top 4, và Bob sẽ gửi dữ liệu cho Alice, và đồng thời Alice cũng đánh giá là top 4 mình. Alice hiện tại là trao đổi file cho bốn việc khác, nhưng bây giờ là nhận dữ liệu của Bob. Thì nếu Bob nằm trong top 4 của Alice thì Alice sẽ ngắt kết nối với một trong anh cũ, còn nếu Bob mà không nằm trong top 4 thì Alex sẽ ngắt kết nối đến Bob. Mà khi Alex ngắt kết nối đến Bob thì dĩ nhiên là Bob cũng không được nhận dữ liệu từ anh Alex nữa. Như vậy cách đó là cách mà trao đổi em xuất hạ lại cái top 4. Cái nguyên lý này để làm cái gì? Thì thế này, cái nguyên tắc chung trong mạng B2B là đảm bảo công bằng. Ai mà cho phép người ta download nhiều thì được phép download nhiều. Ai mà hạn chế người ta download thì sẽ bị hạn chế, sẽ bị người khác hạn chế đó là. Cái đó là trong cái nguyên tắc này thì những anh nào mà được chia sẻ nhiều với nhau thì sẽ trao đổi với nhau, và nó phân nhóm như vậy. Những anh nào mà trao đổi với nhau ít hơn thì không nhóm lại với nhau, tức là nói chung là năm nay là nhà giàu chơi với nhà giàu, là người nghèo chơi với người nghèo, kiểu như vậy để đảm bảo công bằng trong cái vấn đề mà chia sẻ file. Còn giàu nghèo ở đây là cái khái niệm và cái gọi là cái tốc độ mà chia sẻ file với khác như thế nào, là nhiều chia sẻ nhiều được gọi là giàu, chia sẻ ít gọi là nghèo. Rồi thì đó là cái ứng dụng B2B. Nếu là tới thời điểm này là các bạn có cái thắc mắc gì thêm không? Có câu hỏi gì không? Sẽ im lặng như vậy. Có thắc mắc gì không?
Ngày cuối ngày rồi mệt mỏi quá hả? Có bạn đặt câu hỏi là B2B có dùng cho giao dịch tiền ảo không? Câu trả lời là có. Cái hệ thống Bitcoin hay là hệ thống tiền ảo hiện nay nó hoạt động trên cơ chế là B2B. Mà cái cơ chế B2B trong tiền ảo nó không phải dùng để mà chia sẻ file mà để mà lưu trữ và kiểm tra chéo lẫn nhau trong các cái giao dịch tiền ảo. Thì trong cái tiền ảo thì nó cũng có một cái cơ sở dữ liệu lưu trữ các cái giao dịch trong đấy. Thì thay vì nó lưu trữ cái cơ sở dữ liệu đó trên một cái máy nào đấy, thì nó lưu trữ cái cơ sở dữ liệu trên một mạng B2B để đảm bảo là khi một viên mà offline thì cơ sở dữ liệu vẫn vẫn được vận hành. Và thứ hai là cái mạng tiền ảo mang tính cộng đồng, nên nó cái hệ thống B2B này giúp kiểm tra chéo cái giao dịch. Đó đúng là mạng B2B trong giao dịch tiền ảo Bitcoin kia cũng nằm trong hệ thống B2B. Không, đối với câu hỏi bằng thủ thì khi top 4, khi mình nói là top 4 tức là top 4 trong cái torrent của mình, thì trong một cái torrent thì chỉ gồm những cái bia mà chia sẻ với nhau cùng một cái file thôi. Như vậy là dĩ nhiên là top 4 thì phải liên quan tới cái mình cần phải về rồi, là lúc mình cho người ta là người ta cho mình thì cái đó 2 triệu. Đó là nó trao đổi chéo với nhau đó, tức là mình có cái này mình cho người khác thì người ta có cái khác người ta cho cho mình, thì hai cái tốc độ tương ứng với nhau. Còn nếu mà một bia mà nó không cho mình cái gì hết, tức là mình không có cái gì mình cần hết thì mình đâu có tính. Không, nó trả lời câu hỏi của bạn Vũ. Vậy được chưa? Rồi nếu mà các bạn không có câu hỏi gì khác thì mình dừng ở đây buổi hôm nay ha. Chúc tụi em có kỳ nghỉ lễ vui vẻ ha.